này thiện hiện nên biết tánh duyên khởi của các pháp đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ các chi duyên khởi cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết pháp không nội đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, cũng đối với chúng Đại Bồ Tát, là Thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết chân như đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng đối với chúng đại Bồ Tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ. Vì sao?